Hi, xin chào các bạn, mình là The Host đến từ channel Quạt D. Thì như cái tiêu đề các bạn cũng thấy, hôm nay chúng ta sẽ làm về những key effect được sử dụng nhiều nhất ở trong chương trình Rap Việt. Và ba effect hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên đó chính là effect Invert, thứ hai là Mask và thứ ba là Transform. Transform là cái hiệu ứng set mỗi lần mà huấn luyện viên đạp cái nút màu trắng trắng á. Ok ha, chúng ta vào bài học thôi. À mà khoan, hiện tại thì tụi mình vừa mở một channel Quả Đi Review với nội dung là review game. Nó sẽ vô cùng là hay ho. Các bạn hãy nhớ nhấn subscribe để theo dõi những cái video thú vị của Quả Đi Review lúc nó ra mắt nhé. Trước tiên là các bạn phải xem qua cái video gốc đã. Thể loại đầu tiên là Invert, nó sẽ giống như vậy nè. Thường để làm cái hưởng này thì mình sẽ nhân đôi layer lên trước bằng cách là nhấn giữ phím Alt rồi kéo cái video lên là được. Click vào trong mục Effect tìm Invert, rồi sau đấy kéo vào trong cái video phía trên thì ngay lập tức chúng ta sẽ có luôn cái hưởng mà mình vừa nói. Các bạn có thể vào trong mục Effect Control của layer vàng, click vào Channel và thay đổi nhiều cái phong cách khác nhau. Ở đây thì mình để RGB đi ha. Và các bạn nhớ là chúng ta đang có một cái layer X-ray đè lên một cái layer thường. Cách biến tấu thứ nhất là các bạn vào trong mục Opacity của layer trên, thay đổi cái Blend Mode làm sao cho nó phù hợp với là phong cách của các bạn và di chuyển luôn cái phần motion của nó để chúng ta có một cái hiệu ứng như thế này. Cách thứ hai là các bạn cắt lẻ ra một vài đoạn của layer phía trên và chúng ta sẽ có cái hiệu ứng chớp chớp như thế này. Như các bạn thấy thì ở loại 1 chúng ta có hai kiểu rồi đấy nhé. Bây giờ chúng ta tới cái loại 2. Thể loại thứ hai là chúng ta sử dụng kiến thức về mask như những cái hiệu ứng này. Cái này thì chúng ta cũng phải nhân đôi cái layer video lên giống như hồi nãy thôi. Và sau đấy ở cái layer trên thì các bạn click vào trong cái phần tạo mask, di chuyển ra cái khung preview và chúng ta điều chỉnh lại cái mask làm sao cho nó cắt mỗi cái người của chủ thể thôi. Ở đây mình sẽ ví dụ là Tling nhé. Để cho cái mask nó auto tracking vào người của Tling á, thì các bạn click vào nút play ở cái phần mask part này. Lưu ý là cái mask nó sẽ tự động tracking bắt đầu từ cái vị trí của kim thời gian nhé. Và đây là cái kết quả của chúng ta, thì các bạn thấy người của Tling chủ thể đã được cắt ra khỏi cái video rồi. Và lúc này thì mình sẽ kéo cái layer màu xanh ở phía dưới vào, tại vì lúc nãy mình kéo ra để cho các bạn dễ hình dung hơn cái layer phía trên nó hoạt động một mình như thế nào thôi. Lúc này thì các bạn có thể thấy là cái background của chúng ta đã trở lại rồi. Bây giờ cái việc của các bạn là kéo một cái phần effect mà bạn thích xuống cái phần video background lại xong. Ở đây thì mình sẽ lấy một cái effect giống như trong chương trình Rap Việt là Channel Blur. Các bạn kéo vào trong cái layer video nằm phía dưới nha. Vào trong một effect control của layer dưới, các bạn chỉnh lại thông số làm sao cho nó phù hợp với mắt các bạn là được. Nhớ là click vào trong cái O Repeat này nha. Nó sẽ giúp cái effect đầy đặn hơn ở những cái viền. Nhưng mà các bạn thấy thì ở cái viền mà chúng ta cắt á, trông nó hơi bén và nó không có thật cho lắm. Thì các bạn vào trong effect control của layer trên, tăng cái thông số của mask filter lên là xong. Các bạn sẽ thấy là cái mask sẽ hòa trộn với môi trường hơn một xíu. Và đây là kết quả của chúng ta. Còn kiểu thứ ba là transform, là shake giống như này. Ok. Effect room này thì mình làm cỡ nào các bạn cũng không thể nào làm theo được, nên là mình sẽ tạo ra một cái preset rồi đưa cho các bạn tải về và xài thôi. Còn cái chuyện mà để làm sao các bạn có thể import cái preset vào á, thì các bạn chỉ cần vào trong một effect, click vào preset chuột phải và import, rồi dẫn tới cái file preset mà mình đưa cho các bạn. Link tải thì mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này nha. Các bạn cứ kéo preset vào adjustment như một effect bình thường. Tuy nhiên là mình vẫn phân tích để các bạn hiểu cách sử dụng và cách nó áp dụng vào video ra sao. Đây là cái video gốc và mình sẽ tạo ra một cái adjustment, kéo vào trong timeline đặt trên cái video gốc như thế này. Đầu tiên là các bạn kéo cái preset transform vào adjustment layer. Công dụng của nó sẽ giúp các bạn rung mạnh cái màn hình lên như thế này. Thứ hai là preset lens distortion. Đây là effect hỗ trợ cho cái rung nó mượt và đẹp hơn. Như vậy là xong, các bạn có thể bấm vào play và video sẽ chạy. Nhớ là các bạn có thể di chuyển cái layer adjustment, di chuyển nó tới cái điểm nhấn mà bạn muốn. Ok, như vậy là xong rồi đó. Thì hy vọng những cái effect này có thể giúp ích được cho các bạn trong những cái video mới. Quên nhắc các bạn nữa, thì cái khóa học online biên tập trên Premiere của tụi mình đang mở đăng ký. Hạn chót đăng ký là vào ngày 19 tháng 10 tuần sau. Về nội dung khóa học thì mình sẽ để chi tiết tại đây, các bạn có thể xem và tham khảo. Cái link đăng ký khóa học mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và bye bye.